Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm mùng 6 ngày mùng 7 tháng 4 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Như thường lệ mở đầu bản tin sẽ là thông tin thời tiết các vùng miền trong tỉnh. Tại khu vực miền Đông, trời nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào nhẹ và rông, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 21 cho đến 27 độ. Các thị xã thành phố thuộc khu vực miền Tây của tỉnh dự báo có mưa, mưa rào nhẹ vào đêm và sáng sớm, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ dao động từ 22 cho đến 27 độ. Một trong những trung tâm du lịch thương mại lớn của tỉnh là khu vực thành phố Hạ Long cũng có mưa, mưa rào nhẹ vào đêm và sáng. Gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là 22 độ và cao nhất cũng chỉ ở mức 27 độ. Còn ở vùng biển ngoài khơi bao gồm cả huyện đảo Cô Tô, dự báo thời tiết cũng như các vùng miền khác trong tỉnh, đêm và sáng sớm có mưa rào nhẹ, gió đông bắc cấp 3 cấp 4, sóng cấp 1 cấp 2, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, nhiệt độ từ 20 cho đến 26 độ. Vừa rồi là phần dự báo cho các khu vực trong tỉnh, còn bây giờ chuyển sang thông tin thời tiết các vùng miền trên cả nước. Dự báo đêm nay và sáng sớm mai, những cơn mưa tiếp tục lặp lại ở các tỉnh vùng núi Bắc Bộ. Trong đó khu vực có mưa vừa chỉ còn xảy ra ở Lai Châu, Lào Cai và Hà Giang. Ở các khu vực khác chỉ có mưa nhỏ. Sang ngày mai, ở khu vực Trung Du và Đồng Bằng Bắc Bộ, trưa và chiều sẽ có nắng nhiều trở lại, nên nhiệt độ sẽ tăng lên ngưỡng từ 28 cho đến 31 độ. Riêng khu vực vùng núi có nơi thấp hơn. Lưu xuống các tỉnh Trung Bộ, thời tiết cũng được dự báo sẽ tốt hơn. Trong đêm nay chỉ có mưa ở một vài nơi, với mức nhiệt thấp nhất ở khu vực Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế dao động từ 22 cho đến 24 độ. Còn từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận nhiệt độ cao hơn, dao động từ 24 cho đến 26 độ. Sang ngày mai trời có nắng ngay từ sáng khiến cho nền nhiệt trong ngày dọc các tỉnh miền Trung đồng loạt tăng lên ngưỡng từ 29 cho đến 32 độ. Riêng phía Nam có nơi lên tới 33, thậm chí là 34 độ. Ở Nam Bộ và Tây Nguyên trong đêm nay và ngày mai có mưa ở một vài nơi, lượng không đáng kể. Còn vào ban ngày trên cả hai khu vực đều duy trì trạng thái tạnh giáo và có nắng mạnh vào trưa và chiều. Ở khu vực Tây Nguyên, nhiệt độ cao nhất sẽ dao động từ 30 cho đến 33 độ, còn ở Nam Bộ nhiệt độ nhỉnh hơn, phổ biến từ 33 cho đến 35 độ. Nắng nóng tiếp tục xảy ra ở các tỉnh thành miền Đông. Chuyển sang thời tiết trên biển, dự báo thời tiết trên các vùng biển của nước ta đang khá ổn định. Trong đêm nay và ngày mai trên cả ba vùng Bắc, giữa và phía Nam của biển Đông, trong đó có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa có gió đông bắc đến đông cấp 4 cấp 5. Sóng biển dao động từ 1,5 đến 2 m, biển không động. Tuy nhiên ở khu vực phía nam của biển Đông vẫn tồn tại một giải mây rông khiến cho khu vực này có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa giảm thấp kèm theo đó là nguy cơ về rông lốc và gió giật nguy hiểm. Bà con ngư dân cần phải hết sức lưu ý.